Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Quang gặp chú Phanh đang đi đâu qua lang thang ngoài đường nè. Để Quang hỏi chú Phanh cho quý cô chú anh chị xem nha. Chào chú Phanh nha. Xin chào cô chú anh chị nha. Đây con gửi cho chú Phanh. Chú Phanh đang đi lang thang ngoài đường. Chú Phanh đi đâu mà bằng áo cũ vậy? Đi tiệm mua mà trao nè. Đâu chú Phanh đem vô đây mát cho ông coi em mua gì. Như hai gói mì đặng ta giải thoát tiền á. Hai gói mì để dành ăn. Ăn cơm chiều hả? Đâu bỏ cho. Trao nè. Nào. Vậy là chú Phanh ăn cơm bằng chao hả? Ăn cơm bằng chao. Cái hũ chao đó mua nhiêu tiền chú Phanh? Chao này 7.000. 7.000 ha. Còn gì nữa không chú Phanh? Chao với hai gói mì 5.000 nữa 12.000. Trời, bữa cơm của chú Phanh là có nhiêu vậy đó hả? Chú Phanh ăn đơn sơ mà chú. Rồi Phanh. Thôi, vậy được rồi, chú cháu mình đi vô đi ăn cơm. Vô ăn cơm. Rồi buổi chiều rồi, nên gặp chú Phanh là chú Phanh đi mua đồ gì ăn cơm chiều nha. Ăn cực mà chú Phanh cũng cực khổ dữ ta. Hả? Chú Phanh ăn cực khổ dữ ha. Chắc đâu có gì ăn hả? Quen rồi, lâu lâu ăn một cá ăn bữa. Con thì hôm nay đến là sau cái kỳ nghỉ Tết đó chú Phanh. Thì nói chung Tết thì tụi con không có vô chú được ha. Thứ nhất là không có nguồn nên tụi con không vô ha. Bữa nay là tụi con sau kỳ nghỉ Tết đó có dịp đi ngang thì ghé là thăm chú. Trước thì cũng là chúc Tết muộn chú ha. Sau đó thì cái cuộc sống đời thường của chú là hàng ngày thì tụi con sẽ quay và đăng tải lên cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì thật sự là chú Phanh nó cuộc sống hàng ngày nè quý cô chú anh chị. Một mình đi chợ thì bữa cơm chiều dõng dãng đó là chỉ có là một cái hũ chao cùng với hai cái gói mì nha. Thì mời quý cô chú anh chị mình là cùng theo trang Tần Lê ha. Xem cuộc sống của chú Phanh nha. Chút xíu cái chú Phanh dọn ăn heo. Đúng rồi. Để rửa sạch sẽ. Ồ, chú chao phải rửa nữa hả? Rửa nè. Phải rửa sao được. Tại ủ lâu ngày á. Ủ lâu ngày cái nó mới nó meo rồi nó móc ra ngoài đó. Trong thì mình không sợ. Để vậy cho mình nhìn thấy nó góp. Cơm chiều của chú Phanh chỉ có dọn dẹn, chỉ có hũ chao vậy thôi hả ta? Chú Phanh ăn cực chắc quen hả chú Phanh? Quen rồi, chú Phanh ăn nó cũng rất là hơi giỏi hơn người ta nữa. Thôi rồi đi mà phát cửa lại kỹ càng vậy đó hả? Có vàng bạc đá quý gì chống không mà phát cửa kỹ vậy? Vàng bạc không có mà cũng có tiền chút đỉnh à. Chó mèo nó vô. Dạ. Không ai lấy đồ chú Phanh đâu. Rồi, đâu chú Phanh dọn đồ cơm chiều ăn nhé. Chú góp chào bà trước. Dạ. Mời cả nhà theo chân Toàn Lê ha. Dĩa quan tạm ha. Thì thật sự á, đây là lần thứ tư Toàn Lê đến đây thì nhà cửa của chú Phanh rất là gọn gàng cả nhà. Chưa bao giờ Toàn Lê ghé đây mà Toàn Lê là cho chú Phanh hay trước, lý do là chú Phanh không có số điện thoại mà chú Phanh đi Toàn Lê cũng không thể nào kiếm được. Vô là chỉ bất ngờ thôi, thấy mở cửa thì Toàn Lê ghé thôi. Chú Phanh ăn mấy tô chú Phanh? Ăn chét, mình để coi lấy đồ thì được cho. Lấy đồ được cho ha. Lấy cái này cho gọn gọn. Nhóc cái này. Cái kia. Chung là bữa cơm nghèo của chú Phanh chỉ có chao. Đơn sơ chị ha. Đơn sơ ha. Đơn sơ à. Không, chú đem hũ chao vô đồng pha ăn. Cái hũ chao nãy chú rửa rồi thấy ngoài á. Để ngoài quên, để ngoài rồi kìa. Đem vô. Robo mình cũng quên. Cái mình cũng kiểm soát lại. Lưu anh ha, kiểm soát. Phải quên chứ. Thì Toàn Lê cũng chia sẻ luôn nha cả nhà. Chao thường thì mình ủ phải lên men. Nhưng mà cái thời gian ủ khi mình mua về thì mình phải chịu khó ha. Trước mắt là mình phải rửa ở phía ngoài cái hũ chao nha cả nhà. Tại vì nó cũng là lên men tự nhiên đó cả nhà. Ăn hết hũ chao không chú Phanh? Ăn không hết đâu, ăn chừng không nữa à. Nữa ha. Tại chắc chiều ăn tới ngày mai mới hết. Đó, ngày mai mới hết chao. Thì chú để cho miếng bột ngọt. Với cái chén, bới ăn đi. Rồi, bột ngọt cho nó dịu lại á. Dịu mình sẽ ăn á. Cho nó mặn quá nó không ngon. Nó sẵn sàng bạn ở trên. Ăn gì cũng nhờ bột ngọt. Cái gạo đó là ai tặng chú Phanh vậy? Gạo đó mà tâm nó vô nó tặng chú Phanh á. Nói chú Phanh giờ ở đây mà cũng đây cũng khổ sở. Vì cái đất mình. Người ta dân người ta có. Ít có muốn được làm.
Không bới tô luôn đi ra, ra đem đem nguyên cái nồi đó ra ăn luôn. À cái nồi hả? Ừ, cái nồi ra ăn luôn. Ờ cái nồi. Ừ. Đúng rồi, hết mất công vô nữa à. Ờ anh em vô mình ra. Rồi dọn ra đi chú Khanh. Khanh dọn đi. Rồi. Con nói là nói mình. Rồi. Có cực khổ nó có thành công mà. Đúng rồi. Đó, đây là bữa cơm của chú Khanh nè nghe. Đây là bữa cơm nghèo nè nghe cả nhà. Yeah. Hay ăn chỉ có chao với cơm mà cơm nguội thì sáng nữa hả chú Khanh? Ừ, cơm là sáng còn ăn được. Sáng ăn được ha. Ừ, nó chưa có thiếu. Ừ. Đây hộp cơm gạo mình đừng quyến hoại tổ chức. Ừ. Một năm á thì đói mình bớt chi no. Rồi. Rồi quan mời quý cô chú anh chị ăn bữa cơm nghèo đạm bạc với chú Khanh U60 nha. Đó, chú Khanh U60. Đây. Ừ, có bỏ thêm bột ngọt đó hả chú Khanh? Để thêm vô miếng, để chú làm miếng coi. Ừ. Chào này, cái chuyện này ngon lắm, bây giờ chú Khanh thích đó. À, rồi chú Khanh ngồi bên đi. Rồi, đây. Rồi, cơm ngàn cả nhà. Ừ. Rồi, cái chén bưng chén ra. Quên chén nữa hả? Ừ, rồi, cái chén. Chén nữa ha. Lớn tủ rồi. Chén chú Khanh có mấy con rồi đó. Ừ. Rồi chú Khanh ngồi ăn đi. Bằng lại ăn cho nó ăn cho khán giả ta thèm coi. Ờ. Khán giả thì ăn không có như chú Khanh ha. Ờ. Ăn cái món đồ nó khác hơn. Khán giả ăn cái món đồ khác hơn, mình ăn vậy cho khán giả mới thèm chứ chú Khanh. Khán giả thèm khi khán giả cũng thương chú Khanh nữa. Quan trọng là nãy giờ chú Khanh chưa có lấy chao kìa. Ờ, chao nè. Khoan chén cao vô cái dạ ăn cơm. Ờ. Rồi có chào gì thôi, đơn giản gì thôi đó, không có gạo, không có gì chứ hả? À, khỏi gạo, khỏi gạo, hai gạo lâu quá. Lâu quá ha. Ừ, hai gạo lâu, có xài kìa. Ừ. Có xài sống, chú bầm ăn, rồi ấy đem xài cho ăn. Ừ. Đem xài ăn miếng này cho nó có nhân có nhị đi. Có nhân nhị hả? Ừ, có nhị. Thì thật sự đây là bữa cơm, nó là bữa cơm là của chú Khanh nha cả nhà. Nè. Bữa cơm đạm bạc của là chú Khanh. Thôi ơi, xài bỏ vô chao ngon quá à nghe. Ờ. Ừ. Món này món dân giả nữa. Ờ. Chỉ dọn dẹn như vậy thôi cả nhà. Muốn kiếm mà cũng không được đâu á. Chú Khanh ăn chắc khoảng 4 chén hay 5 chén vậy hả chú Khanh? Nó cỡ ba chỗ cỡ 4 chén rồi. Ờ. À, chú Khanh ăn ngon ha. Mỗi lần ăn hơi khó hả chú Khanh? Hơi khó, người ta chú cũng còn món quét là đỡ, đỡ rồi. Đỡ được. Nhưng mà riết cũng thành quen hả chú Khanh? Cũng quen hả? Dạ. Nhờ vậy chú Phan còn khúc cùi chỏ chứ chào cây đâu chào đất nữa. Dạ, khúc cùi chỏ đó, khúc cùi chỏ đó ngoái là dữ lắm à. Ừ, cái này ngoéo rồi làm cũng dữ lắm, cũng đỡ lắm. Chào dừa rồi chào cây mát cây bạch đằng rồi nữa. Ngoéo rồi ha. Cũng hai bữa rồi được hả chú? Ừ. Nghĩ anh em cũng nghĩ là chú Phan cũng siêu heo. Siêu, dạ. Siêu. Làm mướn thêm mà chào cây là cũng chào cũng vẫn được. Dạ, đúng rồi. Không có táo à. Chào chào cây táo là không được là đi luôn à. Ừ. Táo là còn sống nó cũng tàn phế á. Ừ. Đâu có bằng ăn gì được. Ừ. Chú chào chú có thế thần lắm. Ừ. Dịnh cái thiệt chắc mới được. Ừ. Chú Phan chép cho dữ rồi chú Phan. Hả? Chép rồi luôn rồi. Chép nào. Ừ. À, mà lấy nón ra rồi gỡ nón xuống. Ăn cơm mình phải gỡ nón chứ. Cắt rồi, cắt rồi. Gỡ nón đi, gỡ nón được rồi, khỏi không sao đâu. Rồi, rồi ngồi ăn tiếp đi. Rồi đó, tao thì mình ăn cơm mà mình đổi nón vậy đâu có được. Đồng tác cũng kỳ heo. Ừ. Rồi sửa sẵn rồi. Cơm mà mình đổi nón gì là khán giả la đó. Ờ, nói gì cũng đúng. Đúng rồi, không chú Khanh? Ờ, rồi. Khán giả chủ yếu người ta xem chú Khanh ăn cơm thôi. Mà ta thấy chú Khanh đổi nón là nhiều người ta khó tính á. Ờ. Người ta không chịu đó. Không chịu. Ừ. Người ta cũng gầy đó. Gầy đó. Bởi vì mình là người của công chúc mà cũng khó hay chú Khanh? Khó. Ừ. Mà mình cũng cố gắng. Ừ. Rồi mình cũng học hỏi. Ừ, đúng rồi. Thấy chú Khanh ăn... đơn giản nhưng mà thật sự đó, rất là ngon. Thôi cứ khoanh dạ cái hình một chén chắc hết hũ chao. Ngon ha, ngon thật chứ ngon, nhiều ngon, ngon hơn cá nữa. Nhiều người mà tuổi như chú Khanh như vậy ha, người ta ăn mà đồ ngon không mà ăn có không được như chú Khanh nữa đó. Nhiều đúng người rồi. Muốn mà được khỏe mạnh là như chú Khanh vậy đó. Ờ,
nghĩ là cũng trên đời khó kiếm đó. Ừ. Khó kiếm ai mà chú Phanh là 60 mấy tuổi rồi? 65 tuổi rồi. 65 tuổi rồi đó. Khó lắm đúng cái tuổi 4 năm chén vậy trời ơi. Không có gì ăn luôn kìa. Không có bao giờ mà sao mà xảo xảo chá. Ừ. Nói phải đúng cái tuổi mình mới được. Đúng rồi, đúng rồi. Chính quyền người ta hỏi ừ vậy sao năm mấy cái người ta biết rồi. Ừ. Rồi chén này là chén thứ tư nha. Lộn, chén thứ hai. Chén thứ hai. Nó vậy cho chú Phanh quất khoảng 5 chén rồi. Dám, dám lắm. Chừng 3-4 chén nè. Thì bữa nay uống nước nhiều quá à. Ừ. Mua nước đá uống đặng cho nó đã khác. Thôi chú Phanh, con thấy chú Phanh bị khan tiếng rồi đó. Hạn chế uống nước đá chú ơi. Ờ, hạn chế đi. Còn con cũng không giấu gì chú. Là từ Tết giờ á, hầu như là sức khỏe con không được ổn định. Ừ. Gì đó hả? Cứ cứ lao lư suốt à. Tới giờ giọng con nói chuyện chưa trong nữa. Ờ. Nó khàn khàn, nó khó chịu lắm. Trong trong thân thể cũng như là nó cũng là khỏe, cũng bình thường nghe. Dạ, đúng rồi. Còn lại có cũng... cái nó sổ mũi rồi, nhiều khi cũng phải là ấy nữa. Thì những lúc mà con không vô đây đó thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á thì trong Tết đó được con bận việc ha. Con cũng có vô trong Tết với chú một lần đó. Thì lần sau thì nói chung là cũng vì cái sức khỏe nó không ổn định nên con hạn chế đi. Dạ, đi tới đi lui à. Nên bữa nay khỏe khỏe vô thăm chú nè, mà vô đột xuất không à. Mà cũng nói chung cũng mấy lần vô đột xuất thì là con không có thương độ chú mà cũng không thể nào liên lạc được với chú. Đó. Chứ không phải là nói là dựng phim hay dựng cảnh gì hết. Đó. À, cũng may mắn con với chú cái duyên này sao đó, vô lần nào cũng gặp chú nhà hết. Chú cũng chờ đợi. Dạ, nhưng mà thật sự là rất là khó, con rất là khó kiếm chú đó. Khó kiếm, chú cũng uống cà phê. Có rất là nhiều lần con đi ngang nè, rồi con cũng đậu xe rồi phía trước đó, rồi con vô thấy cửa khóa thôi con đi về. Không biết đường đâu mà để liên lạc với chú Phanh. Cũng tân nghiệp anh em. Dạ. Anh em cũng kiếm chú Phanh cũng là nhiệt tình. Chú Phanh cũng nhắc nhở. Chú cũng đi uống cà phê, đi chợ hoặc khi mình muốn đồ ăn. Dạ. Chú cũng vui vẻ. Rồi mình chào hỏi anh em chị em. Dạ. Thì mình cũng nói là cái chào hỏi xưng hô là mình nghĩ là một cái người thân đi. Dạ. Rồi hai chén lẻ hả? Ba chén. Không, chú Phanh đó ăn ba chén đi. Ăn ba chén anh em ta nhìn thấy chú Phanh ăn trao mà ăn thấy rất ngon. Thật sự là cái chú Phanh ăn đó, hả? Ăn rất là nghĩa là bới lưng. Ăn rất là ngon nha cả nhà. Rất là ngon. Rồi hết chú chào rồi. Hết luôn đi. Hết luôn hả? Chừa chi. Chừa chi nữa đi. Có một chút chừa ai. Bây giờ chú ăn hết đi. Mà chào hả? Dạ ăn, thí dụ ăn ngon miệng cứ ăn chú. Mà nếu mà không hết thì còn phong nữa. Đúng rồi, đi. Để dành lại. Để dành lại tối ăn hay mai ăn nữa. Đúng rồi. Đã ha. Câu nói giống như món ăn mầm đá đó chú. Đối là ăn thực sự là cái gì cũng ngon, chỉ cần đơn giản cơm mà với chao thôi là thiệt tình là cơm chao, hoặc là khi đi bắt ốc đồ ăn. Đúng rồi, đúng rồi, ngon điểm điểm á. Dẹp ở dưới sông có ốc ăn còn ngon hơn dẹp nữa. Thôi cảm ơn chú có mò. Nói câu nói đó đói đau đau thuốc. Chú Phan thì đói thì ăn chao. Mà đau thì uống nước. Đau thì uống nước. Chú Phan là đi cũng đi mua lúa, giặt lúa rồi ấy. Người ta nói chú Phan là cái tôi tướng trời đặng, chứ không phải là tướng như mình đâu, tướng trời chú Phan. Người vậy đó mà cũng có tài nữa. Thầy ta coi á. Ta nói cũng trúng nha, trời cũng hay lắm. Đi buôn bán với bà con là tính với nhau là cũng gấp rút. Mua lúa gạo phân đi bán. Còn đó đó. Chú Phanh ăn không? Chú Phanh ăn nhanh quá ha. Nhanh. Ăn nhanh có thời gian. Đúng rồi. Quan Phạm với bà Đoàn Lê chào đợi. Chị cũng vui. Dám nữa no cái nghỉ. Đúng rồi. No quá rồi mình thân thể mình hơi mệt vừa vừa thôi. Đúng rồi. Dạ. Ăn uống có tiêu chuẩn. Ví dụ mình ăn bữa đó là ba chén thì mình bữa nào ngon mình gắn thêm nửa chén nữa là nó khó chịu lắm. Đồng đây nó vậy đúng á. Thà ăn theo đúng chỉ tiêu
Rồi cái tối tối đó nhiều khi mình có hơi sốc cuộc đó. Ăn nữa. Ăn thêm. Ừ. Rồi thì mình nấu được. Chú Phanh mà ăn ngon dữ. Ăn cháo mà nhìn thấy cũng là cũng phàm thấy không? Dạ. Qua thì ít ăn cháo lắm. Ăn chứ chú Phanh. Cũng ăn mà nhiều lắm ăn bữa. Đúng rồi. Cũng ăn chứ. Không, tụi cũng con, ăn. Tụi con cái món này tụi con cũng là khẩu vị của tụi con á. Nhiều mà... khi á cũng anh em cũng khổ thấy bà cũng phải ăn cháo chứ chú Phanh. Ừ, lâu lâu cũng ăn bữa. Con cũng chia sẻ chú luôn, nhiều khi tụi con đi mà đi hoàn cảnh đi thực tế á, nhiều khi giữa đồng giữa ruộng đó 2-3 giờ chưa có cơm ăn nữa. Đồng đây cũng nhắc nhở là cái như là cái cảnh là cực khổ nghe không. Dạ. Đi khi làm mướn làm thuê khi chưa xế rồi đói bụng. Ừ. Nước nôi rồi thì hồi đó thì không có mình uống với Dũng chứ xuống dép uống. Bây giờ thì đủ tiền nghi rồi, thời đại nó tiến bộ. Dạ. Thấy chú Phanh ăn mà tôi còn thèm luôn ta. Dạ. Nha. Thiệt chứ khỏe sao mà ăn mà. Ăn lìm liếm. Lìm liếm luôn. Vì mà chú Phanh cũng mạnh bình thường đó, không giỡn đâu. Đúng rồi. Bắp giác rồi, bây giờ bao xi măng 50kg thì đã. Giác rồi không? Giác mà trời. Ừ. Chú có giác, bắp giác lâu rồi mới nói. Bữa nào dắt kiếm út xuống cho giác. Ờ, muốn cứ giác hay là ẩm bồng thì nó thôi. Bữa hổm ổng mà không ổng không được nữa không xong nữa. Tổng là từ hồi Tết giờ đó là chú có lên kiếm út chơi không? Không có lên. Trời lên khó lắm, lên tiền bạc đâu mà đi. À cái điều kiện không có ha. Ờ, không có điều kiện. Biết đâu vài bữa kiếm út xuống thăm chú rồi sao? Chúng thăm thì cũng là nó lại chưa cảm ơn chúng thăm cũng cảm ơn. Yeah. Mình là người khi mình cũng có lịch sự. Yeah. Đối với một người con gái. Yeah. Yeah. Đàn bà. Ừ. Thì nói là một cái đàn bà đó chú nói chuyện vui vẻ cái lòng dạ hiểm sâu mà đầu môi chót lưỡi nói gì thôi chung tình thì cũng có nhưng mà thôi giờ chú Phanh tập trung ăn thì để thôi tụi con nói cái ăn không ngon á. Rồi chú ăn gáo là ngon đó. Nói chưa ngon rồi đó. Sạch không đâu, cứ coi cái chén coi. Đó vậy dắt còn vậy. Còn. Để đổ vô miếng nước, rồi mình dắt nó sạch. Nước nữa hả? Nước đúng lọc rồi, có nè. Gạo dẻo hả? Lọc có nè, gạo dẻo. Nào, ăn xong uống nước lọc vậy đó hả? Ờ, dắt cái cơm cho nó sạch. Lấy nước làm canh. Ừ. Rồi là làm cái nước coi, hết luôn coi. Không phải. Vậy đó. Nước hết rồi, nhưng mà xuống được. Nhưng mà xuống được. Hết nước hả chú Phanh? Ừ, đó, nãy con cho có cho tiền đó chú Phanh lấy tiền nó mua nước uống đi nghe. Ừ. Ừ. Để đi đang hồi nó con kêu Sáu con qua con kêu thùng nước cho. Ừ. Nha để con chạy chút xíu nữa rồi con kêu thùng nước cho chú. Lâu rồi con cũng chưa gặp chú Sáu nữa qua chúc Tết chú Sáu về. Ây da. Rồi nghiệp đầu đây cũng đi quay đi khắp nơi đó. Rồi lâu lâu cũng nhớ anh em chị em tới thăm. Cũng được cũng, cũng là nhiệt tình. Yeah. Rồi thôi chú Phanh ăn no rồi, chú Phanh chào khán giả đi chú Phanh ơi. Chào khán giả anh chị em cô chú chúc anh chị em cô chú cũng luôn luôn nhiều sức khỏe. Yeah. Dồi dào sức khỏe đầu năm cuối năm cũng mạnh giỏi. Yeah. Rồi chúc chú Phanh mà buổi chiều vui vẻ nha. Vui vẻ. Yeah.